Nếu như mình chạm ngón tay trên màn hình mà máy bay nó hiển thị ở vị trí đó thì cảm giác nó không có được thực một tí nào. Bây giờ mình tiến hành thao tác là kéo chiếc máy bay trên màn hình, kéo lâu thì máy bay sẽ di chuyển đến đó, giống như Ben Gester bên Swift vậy đó. Bây giờ mình stop máy ảo lại, mình có một cái hàm gọi là Touch Move. Thì nội dung trong hàm Touch Move là gì? Thì mình copy nội dung của hàm Touch Begin, pass vào hàm Touch Move, đồng thời mình tắt đi cái hàm Touch Begin. Chạy lại, giờ di chuyển đối tượng máy bay này, kéo tới đâu thì máy bay sẽ di chuyển tới đó, và cái viên đạn sẽ tạo ngay vị trí của máy bay đang đứng. Rồi khi mà tạo xong viên đạn thì bây giờ mình muốn cái viên đạn nó sẽ bay thẳng lên trên màn hình thì sẽ như thế nào? Thì để cái máy bay bay, để cái viên đạn bay thẳng lên trên màn hình thì cái viên đạn này phải có một cái action. Tôi đặt tên action này là action move, kiểu là SK action bằng SK action.move2e. Nó sẽ di chuyển đến vị trí y. Vị trí y bây giờ là bao nhiêu? Vị trí y bây giờ chính là chiều cao của màn hình trong khoảng thời gian là 1 giây. Và tôi cho ai sẽ là người thực hiện hành động action move này, chính là viên đạn chấm green action, action move. Chạy lại, đây giờ viên đạn nó bay thẳng lên rồi. Bây giờ mà tiến hành tạo quái vật thì mình đã có một cái function gọi là tạo quái vật rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái biến tên là quái vật, kiểu là SK Sprynost bằng SK Sprynost image name. Tôi lấy tên là chim.png. Và cái quái vật này nó sẽ có cái vị trí xuất hiện là ở trên màn hình. Mình cho quái vật mình xuất hiện ở trên màn hình mình luôn, thì mình sẽ set cái vị trí nó chính là set.size.2 cộng thêm một bảng bao nhiêu đó bằng x. Tôi để là ở giữa màn hình đi.